Điều hòa trong tầm giá từ 4 đến 5 triệu đồng thì Casper Model TC09IS36 được coi là sản phẩm có chất lượng tốt nhất và đáng mua nhất hiện nay. Nếu so với những cái thương hiệu điều hòa khác có cùng phân khúc giá, cùng mức công suất 9.000 BTU một chiều lạnh thì Casper TC09IS36 là có khả năng tiết kiệm điện nhất bởi vì nó có hiệu suất năng lượng toàn mùa CSPF lên đến 3.87. Tức là tính trung bình điều hòa tiêu thụ 1W điện thì đem lại 3,87 W điện lạnh. Tính ra BTU nó tương đương với khoảng tầm 13 BTU. Nếu so với tiêu chuẩn Việt Nam 7830 thì định mức tối thiểu một bộ điều hòa dưới 15.000 BTU muốn được tiêu thụ trên thị trường phải được cấp nhãn hiệu năng lượng 1 sao. Tức là tiêu thụ 1W điện phải đem lại tối thiểu 3,1 W nhiệt lạnh. Thì điều hòa Casper TC09 này nó vượt so với cái định mức đấy là 20% khả năng tiết kiệm điện năng. Việc bộ điều hòa Casper TC09IS36 tiết kiệm điện hơn hẳn so với những cái sản phẩm khác có cùng mức giá từ 4 đến 5 triệu cũng không có gì là khó hiểu. Đây tôi đang mở cái cục nóng để cho các bạn quan sát đấy ạ. Thứ nhất là trong những cái bộ điều hòa tầm giá 4-5 triệu tôi đang đề cập thì duy nhất bộ Casper này được trang bị công nghệ inverter. Thực ra inverter cũng là một cái tính năng công nghệ thôi. Và ở đây tôi chỉ đề cập đến giá và khả năng tiết kiệm điện. Ngoài cái bộ phận là động cơ inverter giúp khả năng tiết kiệm điện thì còn một cái chi tiết thứ hai cũng tiêu tốn điện trong điều hòa chính là quạt giải nhiệt. Thì ở đây quạt giải nhiệt của điều hòa Casper là quạt DC chứ không phải quạt AC. Đây ạ, các bạn có nhìn thấy rõ không ạ? Quạt BLDC. Và có một bộ phận nữa mặc dù không tiêu thụ điện nhưng lại góp phần vào hiệu quả tiết kiệm điện năng chính là hệ thống dàn giải nhiệt. Thì cái dàn giải nhiệt của điều hòa Casper cục nóng ngoài trời bao gồm các ống đồng dẫn ga và lá tản nhiệt bằng đồng mạ thêm một lớp chống ăn mòn golden màu vàng đó. Thực ra cái dàn này trong cái điều hòa giá rẻ thì phải nói là cái dàn của điều hòa Casper này là rất đẹp, trông dày dặn và chắc chắn. Nó cũng thậm chí là như này này, tôi để một cái hình ảnh một cái điều hòa Panasonic có giá đắt gần gấp đôi, 9.000 một chiều, RU9 có giá khoảng hơn 9 triệu. Các bạn nhìn này, cái dàn nó cũng không dày hơn là bao nhiêu cả, đúng không ạ? Đó thì đó là cái lý do để điều hòa Casper đem lại khả năng tiết kiệm điện vượt trội hơn hẳn so với những cái điều hòa 9.000 thương hiệu khác có cùng tầm giá từ 4 đến 5 triệu đồng. Còn về mặt độ bền, thương hiệu Casper rất tự tin về sản phẩm của mình. Họ đã công bố kết quả thử nghiệm điều hòa Casper này hoạt động tốt trong khi điều kiện ngoài trời có thể nắng nóng lên đến 47 độ C. Và lúc nãy thì các bạn đã quan sát thấy rồi, cái dàn giải nhiệt của cục nóng ngoài trời của Casper rất dày dặn chắc chắn. Và hãng đã truyền thông là cái dàn giải nhiệt này 100% phun đồng và được mạ thêm một lớp chống ăn mòn nữa. Ở Việt Nam các bạn biết là cái khí hậu nó rất nhiều khói bụi, nó tạo ra những các khi mưa xuống nó tạo ra cái sự mưa axit và ăn mòn cái dàn ngoài trời rất là nhiều. Hơn nữa là cái đường bờ biển lại kéo dài tới 3.260 km, cái ăn mòn bụi biển cũng là rất lớn. Thì thương hiệu điều hòa Casper, thứ nhất là họ bảo hành cho cái động cơ là cái bộ phận đắt giá nhất của bộ điều hòa lên đến 12 năm, các hãng khác chỉ khoảng 5 năm đến 10 năm. Sau đó lại họ lại bảo hành toàn bộ máy, tức là bao gồm cả cái dàn giải nhiệt nóng của cục ngoài trời đấy ạ, lên đến 3 năm. Các thương hiệu khác phổ biến bảo hành 1 đến 2 năm. Chế độ này được bảo hành toàn quốc. Cái điều khiển hãng cũng bảo hành lên tới 1 năm. Không chỉ có cái khả năng tiết kiệm điện, cái độ bền hãng đã khẳng định tối thiểu 3 năm trên mọi khu vực trên toàn quốc, kể cả vùng biển. Thì cái hình thức của một điều hòa Casper cũng rất là đẹp. Các bạn có thể nhìn thấy đây. Họ thiết kế cái dàn nóng ngoài trời là cũng tương đối đúng không ạ? Thứ hai là cái dàn lạnh trong nhà. Đây, hình thức thiết kế thì Casper thì cũng thuộc loại rất đẹp trên thị trường rồi. Đó, thì với cái tầm tiền mà dưới 5 triệu đảm bảo được cái tiêu chuẩn là tiết kiệm điện nhất, độ bền được bảo đảm bằng chính sách bảo hành, hình thức tương đối đẹp, thì tôi nghĩ rằng ba cái tiêu chí đấy đã đủ để khẳng định rằng cái Casper TC09IS36 này là đáng mua nhất và có chất lượng ổn nhất trong tầm giá từ 4 đến 5 triệu đồng. Để được tư vấn chi tiết về điều hòa Casper, mời bạn liên hệ kỹ sư điện máy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.